Quá kinh, thì ra không quân Việt Nam đã sở hữu xe tăng bay từ lâu nhưng cả thế giới không ai hay biết. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, khi nói về những bí mật quân sự của Việt Nam, quả thật phải ca ngợi rằng nước ta luôn khéo léo trong việc tiết lộ và giấu kín những thông tin quan trọng. Đã không ít lần, thế giới rất ngỡ ngàng vì Việt Nam giấu nhẹm nhiều thương vụ vũ khí mà không ai biết, chẳng ai hay. Điển hình là khẩu pháo tự hành chống tăng ASU-85 chẳng hạn. Kể mà Việt Nam không đem ra khoe sau bao nhiêu năm thì đến cả thế giới cũng bó tay. Vì không có bất cứ tài liệu nào từ Nga ghi nhận việc Liên Xô gửi ASU-85 cho Việt Nam cả. Và mới đây, thế giới đã thêm một lần nữa hoảng hồn vì một pha giấu bí mật quân sự quá tài tình của Việt Nam mà ngay cả người Việt cũng khó lòng mà tin nổi. Vậy đó là bí mật gì? Mời tất cả các bạn hãy cùng mình đi giải mã trong video hôm nay. Mới đây, thật bất ngờ lại có thêm một bí mật quân sự Việt Nam được khui ra sau gần một thế kỷ giấu mặt. Bí mật này đã được các bác cựu chiến binh của lực lượng không quân ở cái tuổi đã gần đất xa trời chia sẻ. Cụ thể thì vừa qua, báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức buổi giao lưu hành trình chinh phục bầu trời nhân kỷ niệm 65 năm Trung đoàn Không quân Vận tải 919 thành lập. Đoàn bay 919 chính là đơn vị bay vận tải quân sự đầu tiên của Việt Nam, chính là tiền thân của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines ngày nay. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp, đầy tự hào khi các bác cựu chiến binh đã hồi tưởng lại những tháng ngày oai hùng của Tổ quốc, với tư cách là đoàn bay vận tải có số má trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dĩ nhiên, phần nhiều câu chuyện được chia sẻ xoay quanh tới chiến công của đơn vị. Dẫu vậy thì ẩn sâu bạt ngàn câu chuyện về một thời hào hùng lại có một thông tin có thể nói là lần đầu tiên được biết tới, nghe tới tại Việt Nam. Đó là câu chuyện kể của bác Phạm Huy Vận, nguyên phó đoàn trưởng đoàn bay 919, là lớp phi công thứ 3 của Trung đoàn Không quân Vận tải 919, tốt nghiệp năm 1968. Bác đã chia sẻ lại câu chuyện lần đầu học bay cho mọi người cùng nghe. Với giọng điệu trầm ấm, bác kể lại như sau. Lúc đó, nước ta đang trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lớp học phi công vừa học vừa sơ tán và tìm chỗ trú ẩn tránh bom. Đặc biệt, những mô hình học về bay là không có nên phải vừa học vừa tưởng tượng lại những lời dạy từ kinh nghiệm của phi công đi trước mà thực hành. Phi công quân sự giai đoạn đó gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ chưa được huấn luyện nhưng vẫn phải vượt qua. Khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, phi công phải bình tĩnh để mà tự xử lý. Ngày ấy, khoa học công nghệ chưa phát triển, dòng máy bay cường kích Izusin IL-2 của Liên Xô chế tạo không có điều hòa, nhà vệ sinh. Bay càng cao thì càng bị tác động bởi nhiệt độ bên ngoài, càng rét và lạnh. Còn lúc tay chạm vào thành máy bay mà như cảm giác bị điện giật do không có radar dẫn đường. Có đám mây là mặc nhiên chui vào, khi nào thấy ánh sáng thì lại bay ra. Thậm chí có lần đang bay nhìn ra ngoài thấy cánh quạt đứng yên vì lạnh quá nên động cơ bị chết. Lúc đó phi công xử lý bằng cách cầm vào tay ga, lắc đi lắc lại một chút, động cơ sẽ chạy lại. Đó là những gì mà bác Phạm Huy Vận kể lại trong những giây phút hồi tưởng đầy xúc động. Nhưng mà khoan, có gì đó lạ lùng ở đây thì phải, các bạn có nghe thấy điều gì lạ không? Chính xác, bác Vận đã bất ngờ đề cập đến một loại máy bay rất đáng chú ý, chính là Izusin IL-2. Tại sao lại có Izusin IL-2 ở đây thế nhỉ? Lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ nhắc đến hay tiết lộ có sự tồn tại của một dòng máy bay như Izusin IL-2. IL-2 là dòng máy bay cường kích cánh quạt và được biết tới nhiều hơn trên thế giới với biệt danh xe tăng bay huyền thoại, là cơn ác mộng của phát xít Đức trên chiến trường. Thậm chí ngày nay, sự nổi tiếng của IL-2 còn lan tới các hãng game khi có riêng một game mô phỏng về IL-2. Cộng đồng đam mê game quân sự chắc chắn là phải chẳng xa lạ gì với chiếc xe tăng bay bất tử này nữa rồi. Vậy theo như lời bác Phạm Huy Vận nói, Việt Nam ta đã sở hữu nó từ lâu, chỉ là không công khai cho thế giới biết mà thôi. Quả là đáng kinh ngạc, có quá nhiều bí mật không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cần lưu ý rằng là ngoài lời nói của bác Vận, khó mà chứng minh bằng hình ảnh về sự tồn tại của máy bay cường kích IL-2 trong Không quân Việt Nam. Thực tế, chưa bao giờ có một bức ảnh tư liệu nào cũng như là bất cứ tài liệu nào đối chứng từ Nga về sự tồn tại của IL-2 ở Việt Nam. Nhưng đó là một điều dễ hiểu thôi, bởi bí mật quân sự luôn luôn là những bí ẩn mà người thường như chúng ta không thể nào biết được. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chiếc xe tăng bay này có gì độc đáo và đặc biệt khiến Việt Nam phải giấu kín chưa công khai suốt cả thế kỷ qua? Hãy cùng chúng mình đảo qua một chút về lịch sử, tính năng của huyền thoại xe tăng bay Izusin IL-2 của Liên Xô. Chắc chắn sau khi nghe xong, các bạn sẽ phải đổi da gà vì thiết bị bay đáng sợ này. Như đã đề cập ở trên, IL-2 là một trong những dòng máy bay chiến đấu đã đi vào huyền thoại hàng không thế giới, không chỉ về số lượng chế tạo mà còn vì nó có một vai trò quan trọng trên chiến trường. Đến nỗi khi một nhà máy sản xuất máy bay IL-2 chậm tiến độ, lãnh tụ Stalin đã gửi một thông điệp cho lãnh đạo nhà máy, trong đó nhấn mạnh Hồng quân Liên Xô cần loại máy bay này như không khí để thở và bánh mì để ăn.
Nói như vậy để thấy danh xưng huyền thoại máy bay của IL-2 không phải là lời nói quá mà sự thật, nó là như vậy. IL-2 là máy bay cường kích do Liên Xô nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trong những năm cuối thập niên 1930. IL-2 dài 11,6m, sải cánh rộng 14,6m, cao 4,2m. Trọng lượng rỗng là 4,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 6,1 tấn. Kíp phi công lái có 2 người, gồm phi công và pháo thủ ngồi phía sau. Vận tốc máy bay có thể đạt tốc độ tối đa là 410 km/h ở độ cao 1.500 m. Tầm hoạt động của IL-2 là 765 km. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của IL-2 chính là sức bền và độ tin cậy. IL-2 được trang bị lớp vỏ giáp bên ngoài chống đạn nặng khoảng 700 cân để bảo vệ buồng lái phi công, động cơ, bộ tản nhiệt, thùng nhiên liệu. Lớp giáp bảo vệ dày giúp IL-2 có thể chịu được nhiệt đạn từ súng máy và pháo phòng không của đối phương. Nhiều trường hợp, máy bay bị hư hại nặng nhưng vẫn có thể quay trở lại căn cứ an toàn, cứu sống phi công và tiếp tục tham gia chiến đấu sau khi được sửa chữa. Thậm chí một số bức ảnh chụp thời đó từng ghi nhận IL-2 bị trúng chi chít đạn vẫn bay hiên ngang trên bầu trời. Với lớp giáp dày và thiết kế đuôi đặc biệt khiến nó gần như bất tử trước hỏa lực của máy bay và các loại pháo phòng không trong Thế chiến thứ hai. IL-2 được trang bị nhiều loại vũ khí bao gồm pháo Vija 23 23mm được lắp ở cánh giúp IL-2 có khả năng tấn công mạnh mẽ các mục tiêu trên mặt đất. Thứ hai là súng máy SH-CAS 7,62mm được sử dụng để tấn công các mục tiêu nhẹ và bảo vệ máy bay khỏi máy bay tiêm kích của đối phương. Thứ ba là bom và tên lửa không điều khiển. IL-2 có thể mang theo một lượng lớn bom và tên lửa, bao gồm bom phá và bom chống tăng, tăng cường khả năng tiêu diệt của các mục tiêu kiên cố và xe tăng của đối phương. IL-2 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh không quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai, mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng thích nghi của ngành công nghiệp hàng không quân sự Liên Xô. Với hơn 36.000 chiếc được sản xuất, IL-2 là một trong những máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử. Và sẽ kinh khủng thế nào nếu Việt Nam thực sự đã sở hữu số lượng lớn loại máy bay này trong kho vũ khí của mình? Cũng phải nói rằng, sau chiến tranh thế giới thứ hai, IL-2 đã có một thời gian phục vụ trong không quân một số anh em xã hội chủ nghĩa, bao gồm Hungary, Bulgaria, Mông Cổ, Tiệp Khắc, Ba Lan, Nam Tư, nhưng không còn tham chiến. Cho tới cuối thập niên 50, hầu như tất cả đã được nghỉ hưu. Tiếng tăm của nó vẫn còn đó, nhưng chiếc xe tăng bay này bất ngờ im hơi lặng tiếng khỏi thao trường quân sự nhiều quốc gia trên thế giới. Xin nhắc lại là tất cả các tài liệu lịch sử nước ngoài tới giờ đều không có bất cứ thông tin nào về việc IL-2 từng được viện trợ cho Việt Nam. Đó quả thực là một điều vô cùng bí ẩn. Vậy theo các bạn, Việt Nam có thực sự sở hữu xe tăng bay IL-2 như lời bác Phạm Huy Vận, nguyên phó đoàn trưởng đoàn bay 919, là lớp phi công thứ 3 của Trung đoàn Không quân Vận tải 919 tiết lộ hay không? Và ngoài ra thì Việt Nam ta có còn giấu giếm những bí mật quân sự kinh động nào? Nếu có thông tin gì thú vị, xin nhờ các bạn hãy cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé! Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!